Thưa quý vị, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022. Cuộc thi năm nay đã thu hút 293 học sinh dự thi và 158 giáo viên hướng dẫn đến từ 30 đơn vị, 158 dự án của 22 lĩnh vực dự thi, trong đó cấp trung học cơ sở 60 dự án, cấp trung học phổ thông và trường nhiều cấp học 98 dự án, tăng 16 dự án so với năm học 2020-2021. Để đảm bảo an toàn thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo đã thay đổi hình thức tổ chức cuộc thi. Ban tổ chức cũng đã bố trí một phòng chấm thi trực tuyến dành cho các dự án có thí sinh là đối tượng F0, F1 nằm trong địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 hoặc khu vực đang thực hiện cách ly y tế. Trong năm nay thì chúng tôi thống nhất không tổ chức lễ khai mạc, cũng như không tổ chức lễ bế mạc, mà chỉ tổ chức họp trưởng các đoàn để phổ biến quy chế, thể lệ cũng như hướng dẫn công tác tham gia cuộc thi, và cũng sẽ họp trưởng đoàn để thông báo kết quả thi cuối cùng. Chúng tôi cũng không tổ chức cái gian trưng bày sản phẩm và chấm thi tập trung để hạn chế tiếp xúc đông người, mà sẽ có 5 tiểu ban thi thì sẽ được bố trí ở 5 phòng thi khác nhau. Ban tổ chức đã chia 22 lĩnh vực dự thi thành 5 tiểu ban để đáp ứng yêu cầu cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia và quốc tế. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm nay đánh giá dự án căn cứ theo nhiều tiêu chí, trong đó chú trọng đến tính sáng tạo, ứng dụng thực tiễn và khả năng trình bày và trả lời phỏng vấn của thí sinh. Đến với cuộc thi này với đề tài là hệ thống cảnh báo ngập nước, và chúng em đã chuẩn bị cái thiết bị này trong vòng một năm. Năm nay chúng em phải làm hoàn toàn qua online, nên là những thiết bị hay là những cảm biến thì chúng em phải nhờ các anh sinh viên làm hộ, và những sát ngày đến sát ngày thi thì chúng em mới có thể tiếp xúc với cái thiết bị và chúng em mới có thể làm được. Tụi em là một cái ứng dụng hỗ trợ sức khỏe cho các bạn học sinh trong đại dịch COVID-19. Thì tụi em là học sinh lớp 10 thôi, nên tụi em cũng vừa thực hiện cái đề tài này được cỡ tầm một tháng. Tụi em bỏ rất là nhiều công sức để viết ra được cái phần mềm và khảo sát các bạn và chạy thử nghiệm cái ứng dụng đó. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022 sẽ lựa chọn những dự án xuất sắc nhất góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật của học sinh thành phố. Tính từ năm học 2011-2012 đến nay, Đà Nẵng đã có liên tục 11 năm tổ chức cuộc thi, thu hút sự tham gia của học sinh, giáo viên cũng như sự quan tâm theo dõi của cộng đồng xã hội.